Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự và hình ảnh sinh hoạt cộng đồng. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính chào quý vị. Dạ tiệc mùa lễ tạ ơn Gala 2019 do Nhà Việt Nam tổ chức vào chiều thứ Bảy 16 tháng 11 tại thành phố Fortress, Virginia. Theo thông lệ hàng năm, ngày 16 tháng 11 vừa qua, Nhà Việt Nam đã tổ chức dạ tiệc nhân dịp lễ tạ ơn tại nhà hàng Harvest Moon để tường trình những sinh hoạt của Nhà Việt Nam trong năm 2019 và tri ân những ân nhân đã giúp tài chánh công sức cho Nhà Việt Nam trong 19 năm qua. Hơn 400 quan khách tham dự trong một không khí thân tình và thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung đến từ California, ca sĩ thiên vị của vùng Hoa Thịnh Đốn và các ca sĩ tài tử của Nhà Việt Nam. Nhà văn Hồng Thủy trong ban điều hành Nhà Việt Nam đã khẳng định rằng nếu không có sự giúp đỡ của các quý ân nhân, Nhà Việt Nam sẽ không thể thực hiện những chương trình có hữu ích cho sinh hoạt cộng đồng người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn. Bà cũng nhắc lại mục đích của Nhà Việt Nam là tạo một nơi chốn và những sinh hoạt vui tươi lành mạnh để giới trẻ đến với nhau trong tinh thần tìm hiểu và gìn giữ những nét hay cái đẹp của nền văn hóa Việt Nam. Nhà Việt Nam cũng nhận được sự yểm trợ về tinh thần và tài chánh của một vài hội đoàn trong vùng cùng các bậc cao niên. Tuy nhiên, sự yểm trợ chưa được rộng rãi lắm. Buổi tiệc được kết thúc vào lúc 11:30 tối. Hàng năm, Nhà Việt Nam đều có một buổi dạ tiệc như vậy và theo Bích Phượng được biết, nhà hàng không còn một chỗ ngồi. Lý do tại sao? Hàng năm, nếu mà nói tại sao mà nhà hàng không còn chỗ trống là tại vì cảm ơn tất cả các đồng hương và các vị ân nhân đã thương Nhà Việt Nam và thương những người tổ chức để đến tham dự đông đảo mỗi năm. Chúng tôi tổ chức vào dịp lễ tạ ơn là để cảm ơn tất cả đồng hương và các ân nhân đã giúp Nhà Việt Nam về vấn đề tài chính cũng như là công sức để chúng tôi có thể duy trì Nhà Việt Nam trong 19 năm nay, những sinh hoạt để bảo vệ văn hóa Việt Nam. Cái khó khăn của Nhà Việt Nam đó là chúng tôi phải muốn có một cái trung tâm để cho tất cả các giới trẻ có một chỗ tụ họp, các em tụ họp lại với nhau, nhất là những em mà còn bé chưa có biết nói tiếng Việt. Thì muốn cho các em yêu tiếng Việt bằng cách là các em sẽ đến Nhà Việt Nam có những lớp võ, có những lớp vẽ, rồi có những lớp cho các em dạy các em múa hát, hát những tiếng Việt. Rồi hàng năm thì có tổ chức Tinh Hoa Nước Việt cùng với Việt Tun là để khuyến khích các em diễn những cái... Các em muốn các em yêu lịch sử thì các em phải đóng kịch, đóng làm những vai trong những cái vở tuồng lịch sử. Đó là cái cách tốt nhất để cho các em học lịch sử Việt Nam mà các em thích thú học và tìm hiểu. Chứ còn nếu bây giờ mà nói các em lo học tiếng Việt với lịch sử tiếng Việt thì chắc các em nản, các em không ai. Mà nhờ có những múa hát rồi những đóng kịch thì các em bắt đầu yêu tiếng Việt và các em có dịp tụ họp lại với nhau và hy vọng là trong tương lai, các em lớn lên dần và đó là cái nền tảng của cộng đồng Việt Nam trong tương lai khi mà những bậc cha chú như chúng tôi mà không còn trên đất này nữa thì phải có cái thế hệ trẻ giúp đỡ để mà cái cộng đồng Việt Nam mình còn tồn tại trên đất Mỹ. Vẫn rất hân hạnh và rất mừng là được biết có cơ hội được gặp ngày hôm nay và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại trong những năm tới. Và nếu có cần gì xin cho chúng biết chúng tôi sẽ tham gia. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự dạ tiệc mùa lễ tạ ơn Gala 2019 do Nhà Việt Nam tổ chức. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau.